Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Siro của mình, Siro của Đạt Jimmy. Rất vui vì hôm nay chúng ta được gặp nhau với những clip thì clip vào cái khưa trong cái khung giờ và như là cái ngày đặc biệt ngày hôm nay thực sự là một ngày rất là đặc biệt cho nên clip cũng đặc biệt. Và anh em muốn biết clip gì thì lúc anh em vào đây anh em đã thấy tiêu đề, thấy hình ảnh của clip rồi, cho nên là bảo đảm anh em sẽ rất là khoái chí với clip này, đúng không? Rồi ok. Thì đơn giản thôi, clip này thì mình sẽ nói về cái hoạt động đợt này của Vui Tạch để cho anh em nắm rõ tình hình cũng như là biết được về cái hoạt động những cái cây mai vàng kiểu thế này. Tại vì những cái hoạt động này thì nó chuẩn bị sẽ đổi ra được một cái vật phẩm rất là ngon. Thời gian trước thì mình không có thời gian để thu thập để mình làm, cho nên là mình chỉ biết được phần nào thôi. Đợt này thì mình có thu thập thông tin được khá là nhiều, cho nên là mình biết rõ ràng về cái việc thu thập này. Và mình sẽ nói về cái việc thu thập cũng như là vật phẩm đồ mở ra như thế nào nha. Rồi nếu tương lệ thì mình chúc anh em một ngày vui vẻ, cũng như là xem lấy mình thì nhớ like video, subscribe cái kênh, đăng ký kênh nhiệt tình ủng hộ mình. Và nếu thấy có quảng cáo thì nhớ click ủng hộ cho mình nha. Ok ok, mình sẽ nhận quà like cái đã. Túi đã đầy à. Nhận quà like mà túi cũng đầy nữa là sao? Rồi, được rồi đó. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái vui vẻ online này một chút, tại vì cái này khá là ngon nha anh em. Nó sẽ cho các bạn được những cái đồng vàng, đặc biệt hơn nữa là được nhất chi mai. Cái nhất chi mai rất là quan trọng nha. Bạn nào chưa biết thì được nhất chi mai rất là quan trọng, kèm đó là một cái quốc bonsai nữa. Những cái này khá là ngon. Những cái này thì anh em có thể mua trong shop được. Rồi, ok. Lisa. Một con tinh linh Lisa giá 5.000 vàng à. Wow. Hình như con tinh linh này mới được bán thôi đúng không anh em? Hồi trước thì mình không thấy có bán. Hồi trước không có bán tinh linh. Thế như mình biết là như vậy, thậm chí con đinh chúng ta phải tự đổi mà. Bây giờ thì có 5.000 vàng rồi, nhưng mà thậm chí bây giờ nó ra nhiều con mới, nó còn mạnh hơn cả Lisa rồi. Cho nên Lisa rồi là không có còn gãy ngứa, đủ gãy ngứa để chơi nữa. Như mình thì mình mua chơi thì được nè. Mình quá là cùi anh em, cho nên là mua chơi thì cũng ok đấy. Ok anh em, đợi mình xíu nha, để mình sắp xếp lại túi một chút để mình nhận cái tinh linh đó. Cái đó là trống 4 ô đúng không? Vậy là mình cần giải phóng 4 ô thì là còn 2 ô nữa. Ồ, cất cái này. Ôi, mấy cái này không cất được à. Chắc mang vào tẩy luyện hết cho nó mất quá. Rồi, tạm thời thì cứ để đi. Quáp. Năm vàng. 1, 2, 3. Được 3 ô. Ok 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 ok. Rồi xong rồi anh em ơi, mình sẽ nói rõ ràng anh em hiểu đây. Ai à, Vui Tạch bây giờ mỗi lần mà thoát cái tab khác là nó lại đơ kiểu này anh em. Mình thực sự là không hiểu lắm. Không hiểu lắm về cái sự gọi là đơ như thế này. Rồi thì hoạt động đợt này thì chúng ta sẽ bắt đầu vào từ ngày 10 giờ ngày 28 tháng 3, tức là cũng khá là lâu rồi. Và thời gian kết thúc là ngày 3 tháng 4. Ngày 3 tháng 4 tức là ngày mai, ngày mốt, ngày kia còn vài ngày nữa thôi. Đấy, thì tranh thủ anh em có thể cày nha. Hoạt động này thì các bạn đánh phó bản các bạn sẽ được cái bánh chưng này. Đấy, bánh chưng này thì các bạn quá rành rồi đúng không? Mở ra được một số vật phẩm như là Haki Bá Vương, Haki Sura, vàng các kiểu. Đây, có vật phẩm đây luôn rồi. Đấy, anh em có thể tham khảo ở đây. Chung thì trong đây cũng không có gì là ngon lắm, ngoại trừ cái đồng xu đại ra thì mình chả thích cái nào nữa. Đồng xu đại nè, đồng xu trung, đồng xu tiểu. Đấy, nói chung ba cái cuối thì khá là ngon. Tiếp theo là hoạt động đổi quà năm mới. Đây là hoạt động đổi quà này, hoạt động mà mình nhấn mạnh nói cho anh em biết thì anh em đợi cho này cho nó vào đây. Đúng là Vui Tạch đơ rồi đây mà. Ui, phải đợi nó chạy hết gấu này thì thôi, các bạn bay sang cái khác là nó đơ luôn ấy. Giờ nó kỳ lạ rồi đó anh em. Đây kết nối server này, thêm một ống nữa rồi. Đấy, được rồi đấy. Rồi thì nói chung thì các bạn sẽ thu thập cây đào nhỏ này thì quá là dễ thôi. Nói chung thì khả năng ra rất là cao và được rất là nhiều. Tiếp theo sẽ là thiệp năm mới có chữ 568E. Tính vật kỷ hợi là một cái đầu heo, nhất chi mai và quốc bonsai là cái quan trọng. Anh em thấy nó bán với giá đắt đỏ không? Quốc bonsai đến 1.000 vàng luôn.
và nhất chi mai là 200 vàng. Cái này có 20, 10 và 5 thôi. Là anh em biết những cái nào quan trọng thì vàng nó sẽ rất là nhiều. Đấy. Và cái thu thập thì như thế này. Đây. Mình sẽ nói rõ luôn. Anh em thu thập một cái cây đào nhỏ này, một cái thiệp năm mới, một cái tính vật và một cái nhất chi mai thì các bạn sẽ được một cái quà Tết năm mới an khang. Anh em nhớ là an khang nha. Phải nhớ cái chữ an khang. An khang. Rồi, thì cái quà năm mới an khang này chúng ta sẽ nhận được những cái vật phẩm như là trái kinh nghiệm tràn đầy, dấu đỏ, túi nguyên liệu bá khí thường, 1500 di tích công hội, điểm chiêu mộ này, túi tài liệu bảo thạch, hào hoa, 1000 đá khắc ấn, đá vỏ sò, đèn đồ đấy. Bạn kỹ năng best, nói chung là mấy cái này không có gì ngon đâu. Mình thấy ở đây cái ngon nhất chỉ là băng hải tặc cờ ren, tức là cái cờ đó, các bạn sẽ được luôn một cái cờ. Rồi, một cái vít sao chuyển danh thì cũng được này, vòng đẳng cấp, túi nguyên liệu tăng cấp mũ B cũng khá là ngon, túi nguyên liệu tăng cấp trang phục B này. Cái dưới này là cũng khá là ngon nè anh em. Đấy, túi mạnh cờ sơ cấp nữa này. Đấy. Đó, đó là về quà năm mới an khang. Mấy cái này thì rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần thu thập mấy cái này là xong. Nó lại đờ nữa rồi. Thôi kệ cha luôn đi. Rồi. Ở phía dưới thì nó cao cấp hơn một chút thì các bạn sẽ phải thu thập tới hai cái. Ở trên là một cái, còn ở dưới là hai nha. Thì các bạn sẽ nhận được cái hộp này. Mình sẽ qua đây mình coi luôn cho nhanh. Đó là quà năm mới vương giả. Đúng rồi, quà năm mới vương giả. Quà năm mới vương giả thì chúng ta sẽ khoan, hình như có gì đó sai. What the hell, sao nó cứ đơ thế nhỉ? Anh em nào còn biết cái mẹo nào để cho nó khỏi đơ thì chỉ cho mình, để lại comment bên dưới giúp cho mình. Thực sự là mình chơi này rất là khó chịu luôn, cứ lâu lâu lại đơ, không hiểu nổi. Chung thì lát nữa mình sẽ nói cho anh em biết một bí mật luôn ở cuối clip, anh em nhớ theo dõi đầy đủ từ đến cuối clip nha. Mình sẽ nói cho nghe rất là hấp dẫn và huy hoàng. Tèo để mình xem lại rõ cái túi đó đã, chứ lại sai lầm lại nói sai cho anh em nữa là chết mình. Như lẽ trời, what, lần này là kết nối chưa thiết lập luôn, hiểu. Có vẻ như mình hơi nhây cho nên là nó đơ luôn rồi. Rồi ok. Đây, các bạn phải thu thập hai cái nha, mỗi cái là hai cái thì các bạn sẽ được quà năm mới thịnh vượng. Ồ, vậy là quà năm mới thịnh vượng. Quà năm mới thịnh vượng đúng không anh em nhớ giúp mình nha. Đây là thịnh vượng, còn đây là vương giả thôi chứ cái nãy mà mình nói là sai rồi đấy. Vậy là cái thịnh vượng này hình như là không mở được gì. Đây là vương giả này. Đấy, vương giả. Cái thịnh vượng rồi không có dưới đây nha anh em. Đấy, cho nên là cái thịnh vượng đó là các bạn phải thu thập thêm. Các bạn được cái thịnh. Hôm nay thật sự đúng là ý nghĩa với cái ngày hôm nay luôn. Mình đã bị troll khá nhiều. Mình đã bị game troll đơ luôn. Rồi thì nói chung thì mình sẽ nhìn qua đây luôn cũng được. Nói chung là các bạn thu thập hai cái đó thì bạn sẽ được cái hộp nhỏ nhỏ này. Sau đó. Ủa khoan. À, có nghĩa là các bạn dùng cái đó để làm cái này này. Đấy. 10 cái cành đào nhỏ gì này, 5 cái thiệp này, 5 cái đầu heo này, 5 cái nhất chi mai với lại 3 cái quốc bonsai. Các bạn sẽ được một cái hộp vương giả. Wow, và hộp vương giả này khá là ngon nha anh em. Đây, hộp vương giả đây. 10.000 đá khắc ấn. Có thể hình xung ra con tinh linh Lucifer hoặc là 3 triệu kinh nghiệm bảo thạch. 5.000 hoàng kim bảo thạch. 50.000 kim cương cổ đại. Một cái fancy suit bậc 1 là chiếc bếp cửa đấy. Tôi chọn trang sức 7 sao, áo chàng vệ vương, cờ liên quân khỉ núi. Tôi chọn trang sức 7 sao B, tôi chọn báu vật 170. Wow, nguyên liệu tăng cấp S này, nguyên liệu tăng cấp túi S, nguyên liệu tăng cấp mũ, nguyên liệu tăng cấp nói chung là FRU4 bậc 1 nữa. Quá ngon. Quà năm mới vương giả hả? Đây. Cái vương giả là cái này đây anh em. Đấy, nha anh em, hiện tại mình đã đủ điều kiện rồi đấy. Đừng đùa. Nhưng mà nếu các bạn muốn ngon hơn nữa thì các bạn có thể đổi lên cái đầu heo thì phải. Ủa, có khi nào mình lại nhầm rồi không ta? Có khi nào mình lại bị ngáo đá rồi không anh em? Thực sự là mình đơ thế này khó chịu quá. Đấy, thì cái nếu mà cái này là cái vương chắc là đúng rồi. Nhưng mà quà là mới vương giả đấy. Thì có hai cách để đổi quà vương giả, đó là cách thứ nhất là cái này, cách thứ hai là các bạn có thể dùng cái trên. Các bạn đổi cái túi nhỏ này rồi từ cái túi nhỏ 10 cái túi nhỏ mới đổi được một cái vương giả. Ui trời ơi, thế thì hơi lỗ đấy anh em. Tại vì muốn đổi 10 cái này là các bạn phải tốn tới 20 cái nhất chi mai. Mà 20 cái nhất chi mai các bạn có thể đổi được tới 4 cái này rồi. Đấy, cho nên là không nên.
Đấy. Còn nếu các bạn muốn ngon hơn nữa, các bạn có thể dùng cái vương chi giả này. Vương chi giả để các bạn đổi lên cái đầu heo cao cấp. Đầu heo cao cấp hình như nó tên là kho báu kỳ hợi hay sao á. Đấy, đổi từ 4 cái quà Tết vương giả này. Đấy, 4 cái. 4 cái tức có nghĩa là chúng ta sẽ tốn 4 là 12 đúng không? 12 cái này. Hên xui mình vẫn có thể lên được nha anh em. Mình sẽ đổi lên cái đó luôn ấy. Cái kho báu kỳ hợi này thì nó sẽ được mở được túi lựa chọn trang sức 7 sao, túi lựa chọn 7 sao B, túi nâng cấp cấp S, túi chọn báu vật 170 và hộp hoàng kim luyến điệp hả? Sử dụng được lựa chọn được lựa chọn luôn à. Ngon vậy. Hoàng kim luyến điệp thì thực sự mình không dùng để làm gì này. Túi chọn báu vật 170 thì ôi, cái này không ngon anh em. Không ngon, mình thấy không ngon thì phải. Nó có một số vật phẩm cho mình lựa chọn nhưng mà hình như là không ngon. Nếu mà ngon là phải nói tới hai cái cuối nè, kim sa bảo hạp là bạn phải đổi từ 15 cái vương giả lận, còn cái hoàng kim bảo hạp 30. Và có thể chọn những cái vật phẩm như là FRU4 bậc 1, tên suit bậc 1, tên Lucifer, Draco, áo choàng vệ vương, trái ảo ảnh, cái ô dịch, cờ bit mom và túi chọn set báu vật 160. Wow, còn bên cái hoàng kim bảo hạp cái ngon nhất rồi. Con sẽ được Ngọc Kỳ Lân bậc 1 hoặc là con Đại Thiện Trư Bích Phụ. Trời ơi, nghe thấy ngon đấy anh em. Nhưng mà mình thích cái này hơn, mình thích cái quà vương giả hơn. Đơn giản là tại vì số lượng của nó sẽ ít hơn, mình có thể hân xuân, mình có thể được nhiều cái để mình mở ra cho anh em coi. Có clip mở cho anh em coi. Đấy, đơn giản là như vậy. Với lại hên xui thì mình cũng có thể mở được đồ ngon đấy. Hình như đợt trước mình cũng thu thập được một cái và mình mở được 3 triệu kinh nghiệm bảo thạch. Thật là kéo thiệt. Mình muốn mở được cái 5.000 quả kim bảo thạch ngon hơn này. Tại vì mình đang cố gắng thu thập để thu thập viên bảo thạch 9 sao. Được rồi, còn bây giờ thì nó đơ rồi. Rồi mình sẽ chỉ cập lần cuối cùng nha. Tại vì mình cũng nói xong về hoạt động rồi. Ok. Sau cái hoạt động đổi thưởng này thì các bạn sẽ có thêm hoạt động mà giảm giá này thì lúc nào cũng có rồi. Cái hoạt động này là lẻ bao, các bạn nạp vào 350k tiền thiệt, các bạn sẽ nhận được một số vật phẩm và có thêm 10 cái nhất kim mai và 3 cái quốc bên sai này. Đấy, ngon chưa? Tức là mình không nạp đâu. Và hoạt động tiếp theo là năm mới phát tài, các bạn thu thập cái thiệp năm mới với lại pháo hoa này để các bạn búp vào đây để bạn kiếm đồ vật phẩm. Nói chung thì ở đây cũng có mấy cái ngon lắm. Ví dụ như bao lì xì lễ Tết trung với bao lì xì lễ Tết bình thường thì nó cũng khá là ngon này anh em. Có cả bản vẽ trái ôn dịch luôn, nhưng mà không biết có ra nổi không. Túi chấm trái tấm sao A với cái tấm sao B cũng có luôn này. Nói chung là cũng ngon đấy anh em. Mạnh túi chọn báu vật trailer sao bô rắc. Đấy, mấy cái này cũng khá là ngon. Các bạn lấy xong các bạn đổi sang cái ưa thích cũng được đấy. Đấy, còn về phần thưởng ở trong bao lì xì lễ Tết thì nó cũng nằm ở đây rồi. Có cả dây nắc quẩy luôn. Ngon đấy chứ. Rồi, hoạt động phản hồi thì như anh em biết, lật bài may mắn. Đấy, ngoài ra thì thương thành, đợt này hoạt động quá trời luôn anh em ạ. Quá trời luôn ấy. Cái gì đây? Có cả vật phẩm thời trang gì này. Wow, 10.000 luôn. Thời trang Halloween đồ các kiểu. Rồi, quay kinh nghiệm, quay danh vọng, hoạt động vòng quay may mắn nữa. Úi xôi, đợt này siêu nhiều hoạt động luôn anh em ạ. Đấy, cái vui vẻ online này, cái này khá là ngon nha anh em. Cái gì đây? Vàng tiêu hao lĩnh toàn bộ phần thưởng. Ôi, 800 vàng á. Xạo thôi anh em ơi, cái này hình như là chỉ xạo thôi. Hình như tôi bữa mình nhận hết là tốn mỗi cái có 100 vàng ạ. Đúng là troll mình, troll anh em mình á. Hồi bữa mình nhận tương đương với mỗi mốc là 100 vinh, 100 vàng à anh em. Làm gì tới 800 dữ vậy. Rồi, đó là nội dung của cái hoạt động này. Chỉ đơn giản thôi, mình rất là thích cái hoạt động đổi thưởng nên mình vẫn đang cố gắng thu thập nha anh em. Thu thập từng ngày để có thể có thật là nhiều cái hộp vương giả để mở cho anh em coi. Và đặc biệt là có cái này anh em cố gắng này. Đây mình chỉ cho anh em. Anh em cố gắng on để nhận thưởng cái vui vẻ online ấy, nó khá là ngon tại vì nó diễn ra khá là lâu. Nó giúp cho anh em nhận được vàng mà còn được thêm cái này nữa. Đây, đặc biệt là cái này. Đấy. Nó diễn ra là từ ngày 28 đến ngày tháng 3, tháng 4 luôn này. Đây là có nghĩa là nó sẽ tồn tại được 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 1 tuần nha anh em. Đúng 7 ngày. 7 ngày thì các bạn nhận được số vàng này thì tương đương mình tính rồi là như khoảng bao nhiêu ấy. Nếu mà tính trường hợp xui nhất thôi là cũng được rất là nhiều.
Ngoài ra thì mấy cái nhất Kima này mỗi ngày là 3 cái nè, suy ra 7 ngày là bạn nhận được 21 cái. Và cái quốc văn sai là 7 cái, 7 ngày là 7 cái. Đấy, rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ nhấp vào nhận toàn bộ để mình coi thử bao nhiêu vàng nha. 800 vàng nè anh em. Đấy. 1 2 3 4 5. U vậy là giờ nó tăng giá rồi. Tại vì nó có nhất Kima với lại cái này. Đợt trước không có mấy cái này cho nên nó giảm giá, có 500 vàng à, mỗi cái là 100 vàng. Ok. Lý do là như vậy. Rồi, vào đây xem lại một lần nữa coi. Đây, đúng rồi, cái này là cái vương giả chính xác. Đấy. Hiện tại thì như anh em thấy là mình có thể đổi được hai cái này nè. Mình có thể đổi được hai cái. Lấy luôn hai cái nữa là 9 cái, mình thôi được 3 cái rồi, nhưng mà tương lai thì mình vẫn sẽ cố gắng để mình thu thập thêm nha. Mấy cái này đánh phó bạn cũng có thể rớt ra nha anh em. Đánh phó bạn nha, nhưng mà khả năng ra cái nhất chim mai là quốc bên sai là khả năng rất là thấp. May mắn lắm nó mới ra thôi anh em, cho nên là phải cố gắng thôi. Được, mình sẽ đây cái kim sa này anh em, rất là ngon luôn. Đấy, còn mấy cái này thì bạn sẽ dùng để bạn đổi qua. Mình thì mình đang tích lũy để thu thập cái giới của thằng Zack thì phải. Đúng rồi, 64 mạng rồi anh em, mình còn thiếu tới 36 nữa. 36 rồi thôi là mình thể ghép lên. Hên xui bất ít bữa mình nhất trong đây chắc cũng được vài cái. Ui cái thịt năm mới này nhiều thế. Ít bữa làm xong cái kia đã. Chúc phúc đánh quái. Rồi ok thôi. Clip cũng khá dài rồi, sao mình kết thúc tại đây nha. Và một cái vấn đề đặc biệt mình muốn nói ở cuối clip đó là như anh em thấy ở tiêu đề. Anh em nào mà còn chưa biết tại sao mà cái tiêu đề nó lại khác, cái hình ảnh lại khác mà vô clip lại khác, thì anh em có thể coi lại ngày hôm nay là ngày gì, anh em có thể biết được tại sao anh em lại bị như vậy thôi. Đơn giản là như vậy. Nói chung thì nó là như vậy đó anh em. Hôm nay là ngày gì, ngày gì. À, bye bye anh em nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ và bị troll thật là nhiều. Kể từ đó thì nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ mình. Và nếu thấy quảng cáo nhớ kích cho mình nha.